Đề xuất mới bao gồm các điều khoản khuyến khích những người hành nghề mại dâm tìm các nghề khác thay thế, cũng như các giải pháp buộc các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn các website nước ngoài cung cấp dịch vụ mại dâm. Dự luật trên sẽ được trình lên Thượng viện và cơ quan này sẽ tổ chức bỏ phiếu trước tháng 6 năm 2014. Người ta cho rằng sẽ ít có phản đối tại cuộc bỏ phiếu này. Nếu được thông qua tại Thượng viện, thì quan điểm của Pháp về mại dâm sẽ giống với mô hình Thụy Điển, trong đó luật pháp trừng phạt những đối tượng mua dâm. Việc Hạ viện phê chuẩn dự luật trên là một thắng lợi lịch sử. Chúng tôi đã đến đích sau một chặng đường dài, đầy chông gai. Tuy nhiên, vấn đề này đã làm dấy lên các tranh cãi kịch liệt ở Pháp, một nước vốn có quan điểm rất cởi mở về tình dục và tính dục. Các học giả, trí thức và cả những người nổi tiếng đã tham gia vào cuộc khẩu chiến về vấn đề này. Công chúng cũng tỏ ra khá thờ ơ khi chỉ có 22% những người được hỏi trong cuộc thăm dò dư luận của TNS Suffrage ủng hộ ý tưởng hình sự hóa đối với khách mua dâm. Tôi không cho rằng hình sự hóa khách mua dâm là một ý tưởng tốt. Mỗi người đều có những quyền lợi cơ bản. Mại dâm nên được nhìn nhận như một hành nghề hơn là cấm đoán. Thật tồi tệ nếu dự luật được Thượng viện thông qua, nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người và rất nhiều gia đình. Nếu cấm, tôi biết làm việc gì để nuôi sống gia đình tôi đây. Trong khi đó, nhiều doanh nhân lý luận rằng giới lập pháp nên dành thời gian cho những vấn đề kinh tế cấp bách hơn khi nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu phải vật lộn với nạn thất nghiệp và tỷ lệ thâm hụt tài chính cao. Những người ủng hộ thì cho rằng dự luật mới nhằm tấn công một ngành nghề mà đã từ lâu rơi vào tay bọn tội phạm chuyên bóc lột người bán dâm nước ngoài. Chính phủ ước tính ít nhất 20.000 người hành nghề bán dâm ở Pháp, 85% trong số đó là đến từ nước ngoài. Nhiều người trong số họ được cho là nạn nhân của các băng đảng buôn người. Trái lại, vào một thập kỷ trước, Pháp chỉ có chưa đến 1/5 số người hành nghề mại dâm là đến từ các nước khác.